Vì sao Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng, chọn Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng? Việc Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an là một sự bất ngờ lớn trong cuộc chiến quyền lực của ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Phe Chủ tịch nước của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã lật ngược được thế cờ và trở thành thế lực làm chủ cuộc chơi, đồng thời đã đẩy phe cánh của Tổng Bí thư Trọng và các cấp có thẩm quyền vào thế bị động. Theo giới quan sát, còn tới 16 tháng nữa mới diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Điều đó đã báo hiệu cho thấy cuộc đấu đá tranh giành ghế Tổng Bí thư cho Đại hội lần thứ 14 hiện nay mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến đẫm máu, không khoan nhượng giữa các phe cánh trong Đảng sẽ ngày càng gay gắt hơn. Đáng chú ý, cũng trong ngày 6 tháng 6 năm 2024, sau khi tướng Lương Tam Quang được Quốc hội chuẩn thuận chức vụ tân Bộ trưởng Bộ Công an, truyền thông nhà nước đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối với Trung Quốc về vấn đề yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26. Đây là một chỉ dấu cho thấy quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh lại trở nên căng thẳng khác thường, trong khi tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đã dẫn các ý kiến của giới phân tích về chính trị Việt Nam cho rằng người Trung Quốc dự kiến sẽ có được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này. Đến nay, theo giới quan sát, lãnh đạo Trung Nam Hải vẫn giữ thái độ im lặng trước sự thắng lợi áp đảo của Tô Chủ tịch trước Tổng Trọng. Trong khi đó, nguồn tin của Thời báo.d đã đưa ra các tin tức rất đáng quan tâm có liên quan đến lý do dẫn tới chiến thắng bất ngờ của ông Tô Lâm và phe cánh Bộ Công an vừa qua. Một là nguồn tin khẳng định ông Tô Lâm với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh đã ép tập thể Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải đồng thuận với cam kết với Trung Quốc trong việc nhượng tỉnh Lào Cai của Việt Nam trở thành một tô giới của Trung Quốc trong thời gian 100 năm, như Hồng Kông trước đây mà nhà Thanh đã trao cho Anh Quốc vậy. Để đổi lại, ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư trong thời gian tới đây. Vẫn nguồn tin vừa tiết lộ nói những thông tin mới nhất về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin cho biết, ông Trọng đã mắc chứng bệnh ung thư máu ác tính. Hiện nay, công thức máu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở mức báo động. Cụ, tức là ông Trọng, tối qua bị ngã trong phòng vệ sinh bệnh viện 108 và hôn mê sâu. Nhưng sáng nay đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn thở oxy và phải truyền thức ăn qua đường ống thực quản. Gia đình xin bệnh viện đem về nhà, nhưng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương không đồng ý. Con trai của Tổng Bí thư cũng đem máy tụng kinh phạt đặt đầu giường mấy hôm nay rồi. Thời báo.d chưa có điều kiện xác thực độ chính xác của các nguồn tin kể trên. Nói về lý do Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ đảo ngược tình thế để trở thành người làm chủ cuộc chơi quyền lực, và với kết quả bước đầu đã đưa ông Lương Tam Quang thay cho ông Tô Lâm kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi chưa là Ủy viên Bộ Chính trị là một ngoại lệ chưa từng có của đảng này. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 5 tháng 6 đã đưa ra những nhận xét rất đáng chú ý và cho rằng đây là những yếu tố mang tính quyết định, theo ông Quang Nga chia sẻ. Thứ nhất, ông Tô Lâm chắc chắn có một đội ngũ khá là mưu lược, giúp ông ấy tính toán các đường đi nước bước. Ví dụ khi bầu Chủ tịch nước vào hồi tháng 5 năm 2024, một vấn đề là nếu miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an trước, rồi bầu Chủ tịch nước sau thì nhỡ mà miễn nhiệm Bộ trưởng Công an, rồi nhưng sau đó người ta lại không bầu ông làm Chủ tịch nước thì sao? Theo tôi, tức là cứ thứ tự việc làm cái gì trước, cái gì sau là rất quan trọng, ông A nói. Thứ hai, vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A chia sẻ, về khả năng ông Lương Tam Quang để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an hay không. Ở đây giống như đánh cờ vậy. Nước cờ nào đi trước, nước cờ nào đi sau là rất quan trọng. Thứ tự của mỗi đường đi, nước bước cũng là quan trọng. Thứ tự làm Bộ trưởng trước, bầu vào Bộ Chính trị sau của ông Lương Tam Quang là thứ tự tốt nhất cho phía ông Tô Lâm. Còn nếu đi theo bước bầu vào Bộ Chính trị trước, làm Bộ trưởng Bộ Công an sau thì sẽ khó hơn vì có khả năng không trúng Bộ Chính trị. Mà nếu không trúng Bộ Chính trị thì khó mà làm Bộ trưởng Bộ Công an tiếp theo. Trong trường hợp này, thứ tự các bước đi như phân tích mà tiến hành miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an và bầu chức Chủ tịch nước rất quan trọng. Lần này với ông Lương Tam Quang cũng như vậy. Những điều vừa kể trên cho thấy nguyên nhân chính ban lãnh đạo Bắc Kinh muốn thay ngựa giữa dòng. Họ sẽ đổi một con ngựa đã quá già để thêm lắm bệnh nhiều tật bằng một con ngựa trẻ hơn, nhưng tinh thần bán nước thì cũng không kém gì nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng,
chọn Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Trọng lại định chơi tiếp chiều lửa nhưng đã bị Tô Chủ tịch bắt bài. Sự mập mờ của truyền thông nhà nước trong thời gian gần đây xung quanh các hoạt động của Quốc hội đã làm dấy lên nghi ngờ về một màn ảo thuật thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Tô Lâm. Trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, ngày 19 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo nội dung nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chờ cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, Quốc hội sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm trong kỳ họp này. Nhưng thật bất ngờ, chỉ tới ngày 22 tháng 5, tức là 4 ngày sau đó, Quốc hội đã bất ngờ điều chỉnh chương trình, bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, Quốc hội không phê chuẩn nhân sự mới cho chức danh này. Điều đó đã đẩy ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước, vào thế đã bị mắc lõm phe Tổng Trọng. Tương tự, truyền thông nhà nước cũng mập mờ khi loan tin điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 sắp tới. Tờ báo Đại đoàn kết cho hay nội dung điều chỉnh là việc bổ sung công tác nhân sự vào chương trình họp. Thông tin này đã nhanh chóng biến mất trên báo Đại đoàn kết nhưng vẫn có thể xem được trên các trang báo khác với nội dung như sau. Thông cáo báo chí số 13 của họp Quốc thứ 7 Quốc hội khóa 15 cho biết Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành cuộc họp với nhiều nội dung. Trong đó, Văn phòng Quốc hội thông tin chiều ngày 3 tháng 6 Quốc hội đã họp riêng để xem xét biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo giới quan sát, đến nay hai chức danh Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội vẫn còn chưa kiện toàn. Cho nên khả năng cao trong kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ bổ sung điều chỉnh nội dung nhân sự cho hai chức vụ này. Có những ý kiến cho rằng với sự bất ổn của chính trường Việt Nam hiện nay, khả năng sẽ xảy ra biến động lớn buộc giới lãnh đạo phải chỉ đạo Quốc hội phê chuẩn ngay nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Bởi câu hỏi ai sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an là vấn đề rất quan trọng tại thời điểm này. Tuy nhiên, việc lựa chọn tân Bộ trưởng Bộ Công an vào thời điểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vốn là đồng minh có cùng ý thức hệ cộng sản. Trong bài viết mới đây trên tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 5 tháng 6 cho biết Bắc Kinh có thể hưởng lợi từ những cải tổ chính trị ở Việt Nam. Tác giả tiết lộ có ý kiến cho rằng các lãnh đạo bên đảng sẽ thân Trung Quốc hơn, còn lãnh đạo bên chính phủ sẽ thân với Mỹ hơn. Vẫn theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Trung Quốc sẽ để ý hơn tới việc gia tăng quan hệ cũng như tăng cường hỗ trợ cho các chính trị gia thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay. Điều này đã khiến cho không ít người nghĩ rằng vì một xu hướng chia rẽ trong lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội 12 vào năm 2016. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng phóng khoáng với phương Tây. Ông không ngần ngại tuyên bố không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông khi nói về quan hệ với Trung Quốc. Đây là một trong những lý do khiến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thất bại vào phút thứ 89 để mà ngậm ngùi về làm người tử tế. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ông Tô Lâm, người đang trong vị thế đối đầu với phần còn lại, chiếm đa số trong bộ chính trị do Tổng Trọng và giới chức có thẩm quyền dẫn dắt. Việc chỉ ít giờ sau đó cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức ký quyết định để Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an được phân công điều hành hoạt động của bộ. Đây là một điều rất khó tin, trong khi nguồn thạo tin thì vẫn nói Tô Lâm và Phạm Minh Chính nằm trong cùng một liên minh chống lại Tổng Trọng. Mới nhất, truyền thông nhà nước đã chính thức đưa tin Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chính thức được Quốc hội thông qua nghị quyết giữ chức Bộ trưởng và đã được Chủ tịch nước Tô Lâm phê chuẩn. Điều đó cho thấy Tổng Trọng và giới chức có thẩm quyền, dù nắm số phiếu tuyệt đối trong Bộ Chính trị cũng như có sự hậu thuẫn tích cực của Bắc Kinh, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Để cuối cùng, chiếc ghế mà Tô Lâm vẫn nuôi hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cũng như sinh lực cho ông khi ngồi trên ghế Chủ tịch nước,
đã trở thành sự thật. Dẫu rằng, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, vào tháng 1 năm 2024, ông Tô Lâm đã hỏi để xin lời khuyên từ các nhà lãnh đạo an ninh Trung Quốc về cách duy trì sự kiểm soát và lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng lại định chơi tiếp chiêu lừa đảo, nhưng đã bị Tô Chủ tịch bắt bài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de